Kính thưa toàn thể vị và đối tiếp chương trình, lên xin được mời vị cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Tú Nhi, ca khúc mang tên Xin Yêu Tôi Bằng Cả Tình Người. Và với ca khúc này, mời vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của Nguyễn Úc. Xin quý vị cho Nguyễn Úc một tràng vỗ tay quý vị ơi. Tôi sợ rồi một ngày nào.